Mình sẽ dành 5 phút để cho các bạn tự trả lời cho bản thân mình 10 câu hỏi này. Và sau khi trả lời 10 câu hỏi này xong, cũng tự nhận xét xem tình yêu của bạn dành cho chính mình như thế nào. Nhớ nốt các đáp án của các bạn lại ha. Câu số 1, nói không khi bạn muốn nói không hoặc nói có khi bạn muốn nói có. Điều quan trọng là ý thức về điều mình nói. 2, tha thứ cho bản thân khi bạn không thành thật hoặc không tốt với chính mình. 3, không cảm thấy tội lỗi khi bạn nói không với điều gì đó hoặc ai đó. Tử tế với bản thân khi mắc sai lầm. 4, hành động theo giá trị và trực giác của bạn thay vì nhượng bộ để làm hài lòng người khác. 5, lên tiếng khi bạn có điều gì đó muốn nói mặc dù bạn sợ xung đột hoặc bị từ chối. 6, không chấp nhận sự đụng chạm cơ thể nếu bạn không muốn, biết cách đồng điệu trong mối quan hệ. 7, dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và thư giãn, không làm việc quá sức, nhận biết những dấu hiệu nội tâm hướng dẫn để dừng lại hay tiến lên. 8, chú ý đến những gì bạn nuôi cơ thể và tinh thần, nhận biết môi trường sống của mình và điều khiển năng lượng của mình theo hướng tích cực. 9, biết bạn là ai và chấp nhận con người thật của bạn. 10. Hiểu và cho phép chính mình sống với khát khao và phát triển tài năng độc đáo của mình. Thì em xin chia sẻ, thực ra là trong cái clip này thì hầu như là em làm tốt. Em cũng may mắn đó là em không bị ảnh hưởng với người khác, có nghĩa là em chỉ tập trung vào cái bên trong em là chính thôi. Cho nên là thường đó là em sẽ bắt đầu em một ngày của em bằng cách là em sẽ biết ơn vì mỗi ngày em còn được sống, và em sẽ học kiến thức với mọi người, cũng như buổi tối thì em có tập yoga và em làm điều đó mỗi ngày. Thì em có nhóm học tập. Hiện tại nó là bình an, bởi vì thật ra là em nghĩ là khi mà có bình an thì mới có mọi thứ, và em chỉ muốn sống ở giây phút hiện tại này thôi và làm tốt những cái này thôi. Thì bản thân em cũng từng trải rồi, thật ra là nếu mà trải qua một lần sống một lần chết thì những thứ mọi thứ nó đều là vô thường hết, nên là em chỉ cần sống tốt ở giai đoạn hiện tại, làm tốt những việc em cần làm trong ngày hôm nay. Và trong này thì chỉ có một điểm đó là em hơi hơi consider xíu, đó là cái việc ăn uống thôi. Em ăn chay, em có một tháng em ăn chay nửa tháng, mà có tháng thì em ăn chay một tháng luôn. Nhiều khi em thấy là em không có chế độ ăn kỹ á, nên là nhiều khi con hay chê mẹ nó ăn dở quá, thì em nghĩ là em cần phải chú ý về việc ăn chay thôi. Còn lại thì em thấy là mọi thứ với em là ổn, và em là một người rất là lạc quan, rất là tích cực, và hầu như là không bao giờ suy nghĩ về những vấn đề tiêu cực luôn. Thì cũng rất là biết ơn chị Thủy cho em nhìn lại cái bức tranh, để coi thử em có làm tốt hay không. Trong bài chia sẻ của Duyên có cái ý là vô thường. Mọi người thường nghĩ tới vô thường á, là giữa cái ranh giới sống chết, lúc đó mới thể hiện cái vô thường rõ nhất. Nhưng bạn phải hiểu nè, từng phút giây bạn ở đây nó đều vô thường. Bởi vì nếu không vô thường, con nít không thể lớn lên, người lớn không thể già đi. Nếu nó không vô thường á, thì kiến thức mới nó sẽ không phát triển trong đầu của bạn được. Mọi thứ phải luôn trong trạng thái chuyển động, trong trạng thái thay đổi. Dù bạn thấy hay không thấy thì đó là nguyên lý vận hành. Hãy học cách để nhìn vô thường theo chiều tích cực. Đừng nghĩ tới vô thường là giữa cái khoảnh khắc sống và chết. Chỗ đó là chỗ mọi người thường nhìn vô thường rất giới hạn.